Được sự ủy quyền của ông bà Vệ Thường, tôi cùng họ nhà gái và đoàn nhà trai đã đến đón và đưa cháu Vân về gia đình ông Tài Luyện, ông bà Tài Luyện
để cháu Vân được làm vợ của cháu Lâm và làm con của ông bà Tài Luyện, làm cháu của họ hàng hai bên. Nhân dịp đầu xuân năm mới, năm Tân Sửu, thay mặt cho hội nhà gái, tôi xin được kính chúc toàn thể các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể hôn lễ lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Xin được cảm ơn. Kính thưa các cô, cụ bà, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, thanh niên, nam nữ, kính thưa các quý vị khách xa, anh em của người bên, hôm nay về tại đây dự lễ thành hôn của hai cháu Lâm, Vân. Được sự ủy quyền của ông bà Tài Luyện, tôi đại diện bên họ nhà trai trước hết có một lời chào trân trọng nhất và xin chúc sức khỏe các cô, các ông, các bà, cùng gia đình hôn hôn luôn mạnh khỏe, cả đời sinh sống gia đình hạnh phúc và thành đạt. Để còn thứ hai nữa là được sự ủy nhiệm của hòa tập chúng tôi cũng như bố mẹ cháu Lâm, tôi thay mặt cho họ nhà trai xin đại diện đón nhận rồi trao dâu của ông trưởng đoàn nhà gái. Kể từ giờ phút này cháu Linh Vân là dâu, là con, là một thành viên trong dòng tộc của họ nội ngoại họ nhà trai chúng tôi. Một lần nữa thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin cảm ơn các quý khách, cảm ơn họ nhà gái, cảm ơn con này hồ đố. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty, the nights would seem so long, with you I see.